À, dạ mà xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lan rừng tối 22 tháng 9 năm 2024 mọi người. Rồi hôm nay tiếp tục về một số mặt hàng lan rừng. Thì sau công tác chuẩn bị tụi đã chia ra từng hình và số thứ tự, mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó giúp em nha. Rồi thì hôm nay trời trên em nó cũng khá là mưa to như ngày đấy, thì bà con đi rừng về cũng được ít lan như ngày đấy. Thì mỗi thứ một chút, thì có hình nào thì em chia sẻ lên đây, cô chú anh chị được hình nào thì chốt hình đó giúp em nha. Rồi thì đầu tiên là lan sơn cá này, hoàn thảo bằng cam nhưng mà giáng thu này, rồi hoàn thảo tập hoa, hoàn thảo ngọc thạch như này, đại bạch hạc, rồi các hình lan lọng dưa hấu như này, cẩm thượng hải, thanh đạm như này, rồi các combo có nhiều loại lan như này, rồi kiều này, rồi kim điệp sung như này, tiếp theo lan thạch học, thanh đạm, rồi lan hương vani, hoàn thảo tam bảo sắc như này, hoàn thảo bạch đỏ, thanh đạm và một cái combo lộn xộn như này đấy. Rồi thì hôm nay em có trong đây hàng, tí em mời cụ thể từng hình một cho người xem được hình nào thì cháu đã giúp em nha. Rồi thì hôm nay bên đây bạn đang tiếp tục chia sẻ cây sản phẩm của trà của cây chè dây rừng như này đã. Thì như mọi khi có chú anh chị có nhu cầu nhất là mua lan trên kênh, nếu có nhu cầu muốn sử dụng thử thì em sẽ tặng cho các chú anh chị một bình như thế này là 100g nha mọi người. Em đóng bì này 100g, như bình thường em bán giá là 20.000 một bì. Đấy, cho cô chú anh chị về dùng thử nha. Đấy. Rồi cô chú anh chị mà mua lẻ này kia thì cứ mua một bì kèm lan thì cũng được nha mọi người. Đấy, không có vấn đề gì hết nha mọi người. Em kèm bán kèm theo cũng được nha. Đấy. Rồi mua về dùng thử nha mọi người, em tặng miễn phí cho cô chú anh chị về dùng cái bì như thế này. Đấy. Bì như thế này thì cũng rất là được nhiều trà nha mọi người. Dầm một người dùng thì tầm 6 đến 7 ngày một người dùng có tư nha mọi người. Đấy. Thì cái trà này nó có tác dụng hỗ trợ điều trị dạ dày nha mọi người, nhiều vi khuẩn HP, kháng viêm, an thần các loại nha mọi người, nên nó bị tốt cái hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng trực tràng nha mọi người. Thì cái này đối với cô chú anh chị mà có triệu chứng về hệ tiêu hóa dạ dày trào ngược hay là ăn không tiêu, no hơi này kia nữa, mọi người dùng vào thì với một cái bình như thế này thì nó trong vòng 6 đến 7 ngày thì nó đã có phát huy tác dụng được rồi nha mọi người. À, thì nó rất là dễ kiểm nghiệm mà về cái vấn đề mà nó có thuyên giảm hay không như thế nào nha mọi người. Đấy, một bình như thế này là một liệu trình 6 đến 7 ngày này kia là cũng đã phát huy tác dụng rồi đó. Đấy. Rồi. Thì cô chú anh chị dùng thì cứ nói em nha. Đấy. Rồi. Thì có cái tài liệu này, đấy. Thì em kèm về nghiên cứu tác dụng của Olivenol này. Đấy, cái tài liệu này thì mọi người có thể liên hệ qua Zalo cho em nha. Do cái hệ thống của cái hệ thống mà có tài liệu này đang bảo trì nhưng mà hệ thống của thông tin khoa học và công nghệ quốc gia này, của cục thông tin công nghệ quốc gia này, thuộc bộ khoa công nghệ đấy, thì cái trang web này đang bảo trì này, mọi người chưa tải được nha. Hôm nào xong là nào mà người tải, nếu có chú anh chị cần thì cứ nói qua Zalo và em sẽ gửi cho cô chú anh chị cái tài liệu và bản PDF này nha mọi người. Đấy, tài liệu gồm 8 trang như một khi ấy, thì mọi cứ liên hệ Zalo thì em sẽ gửi nha. Đấy. Do trong web ấy, mà tải trực tiếp ấy, nó đang bảo trì. Đấy. Rồi thì giá trà em bán như một khi nha mọi người, đây 200.000 một ký nha mọi người. Một ký nè em có 3 loại, đây một bì như thế này em đóng là 500g là tương ứng với nửa ký nha mọi người. Đấy. Rồi, cứ hai bì như thế này là một ký nè, được rất là nhiều trà trong này nha mọi người. Đấy, thì em đóng hay là em kích chân không hết rồi nha mọi người. À, cái chân không ấy cho cô chú anh chị rồi, nên nào cô chú anh chị về dùng thì mở ra dùng thôi, còn không là để như thế này là vẫn bình thường nha mọi người. Cái chân không kỹ càng đấy các nhà mọi người, là loại 5 gói 200g này, đấy nó loại 100g này cho 10 gói này, đấy như thế này là 1 ký nha mọi người, đã được rất là nhiều trà, mọi người cứ về để cái này kia thì dùng tới đâu lấy tới đó cũng được nha mọi người. Đấy thì em nhận đóng gói theo yêu cầu của chú anh chị này, loại 10 gói 1 ký này, rồi 5 gói này, đấy 1, 2, 3, 4, 5 này một ký này, đấy ra loại 2 gói một ký này, đấy. Rồi trà rất là nhiều nha mọi người, đấy, người về ấy. Rồi do này ấy nên em giới thiệu sơ qua vậy thôi nha mọi người. Đấy. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-661-5694 nha. Trường hợp mọi người điện không được thì mọi người làm nhắn tin, em sẽ chốt hàng và tin nhắn và gửi đi trong thời gian sớm nhất nha. Bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng. Ship là ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì người nhận được hàng nha. Rồi thấp nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k. Nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng thanh toán tiền hàng cộng 30k ship là xong nha mọi người. Đấy. Rồi thì do thời tiết cũng đang chuyển mùa nên các em nói chung là mình cũng đau này, đi ra ngoài này kia thấy ai cũng đau cũng sụt sịt hết trơn nha mọi người. Đấy. Rồi nói chung là sức khỏe rất là quan trọng nha mọi người. Đấy thì mình
có cơ hội để bảo giữ gìn sức khỏe thì mình giữ gìn, nhiều lúc nó vỡ ra này kia rồi thì nó cũng rất là khó nhưng mà đấy. Rồi thì thời tiết bây giờ nó cũng rất là độc ái nhưng mà đấy. Rất là có hại, mình không giữ gìn này kia thì nó nguy hiểm cực kỳ luôn nhưng mà đấy. Rồi thì mọi người theo dõi các mặt hàng lan rừng, bạn có thể chia sẻ thêm sản phẩm gì trên kênh, người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi như mọi khi em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Hôm nay hàng về cũng hơi trễ nên em làm nó đi cũng hơi nhanh tí nha mọi người. Đây đang xương cá nha mọi người, nó như thế này nha mọi người, cho mọi người về sưu tầm. Hoa màu vàng hình một nhưng mà 100.000 cho 80 nguyên bản nhưng mà đấy, cái này thì thuộc cái dòng lan mini nha mọi người. Đấy nó ra hoa như thế này nè, đó đây là cái phách hoa nó nha mọi người, mọi người về sưu tầm nha. Đây là xương cá này, đó là nguyên bản số 2 này. Rồi tiếp theo đến nguyên bản số 3 này. Đấy, tiếp theo đến nguyên bản số 4 này. Rồi tiếp theo đến nguyên bản số 5 này. Tiếp theo bạn số 6 này, đã được nhiều cây mà bạn số 7 này đó. Rồi bạn số 8 này, 80 bạn xương cá nhưng mọi người về để như thế này cũng được, không mọi người bóc tách ra mọi người ghép vào chỗ nào cũng được nhiều người đó. Rồi hình số 1 nhưng mà hình này 100 cho 80 bạn mọi người sưu tâm. Rồi tiếp theo anh hình số 2 đang hoàn thảo bằng cam nhưng mà họ nó đây mọi người về có thể về sưu tâm nha. Đó. Hoàn thảo bằng cam hình số 2 140 nguyên bản lớn. Rồi đây nguyên bản đầu tiên này, lấy dòng này thì nó ra hoa trên những thân già đã rụng lá như thế này nhưng mà đấy. Rồi cái nguyên bản này nó ít khi có những cái cây gì lớn nhưng mà đấy, nó mọc lơ thưa đó, ngoài rừng nó mọc như thế này nhưng mà đó, kiểu của lan hoàn thảo bằng cam là như vậy nhưng mà rồi 4 nguyên bản lớn nhưng mà hình 100 theo hình số 3 hình 100 cho 22 giờ nhỏ. Cái này mọi người về ghép này đó, rồi mọi người đó, ra hoa trên thân da rụng lá đó và các cây nguyên bản nhỏ này đó. Là hoàn thảo bằng cam nha mọi người. Rồi bắt đầu có chú nào anh chị nào mà chưa sưu tầm được thì mọi người tiếp tục mua về sưu tầm nha. Cái này nó ít lâu lâu mới có hàng nha. Rồi tiếp theo cái hình số 4 là nhắn thu mọi người, dòng hoa chị Thiên nha mọi người. Hình số 4 100 một phần một cây như thế này nha mọi người. Đó, 1 này. Rồi 2 này, đấy mọc một khác nha mọi người. Rồi 3 này, đây những cái mầm mọc nó lên nè. 4 này. Đấy. Rồi 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12 này, 13 nha mọi người. Nhắn thu nha mọi người, hoa chị Thiên. Dòng bên đây để gió cho rất đầy mọi người, hình số 4 100. Rồi tiếp theo đến hình số 5 lan hoàn thảo ngọc thạch đấy và lan hoàn thảo hương duyên nha mọi người. Ba loại lan cho hoa rất đẹp luôn. Số 5 100 nha mọi người. Rồi, lan đầu tiên là lan hoàn thảo ngọc thạch nè. Rồi đang hoàn thảo ngọc thạch luôn nè. Tiếp theo là hoàn thảo ngọc thạch nha mọi người. Đấy, hoàn thảo thật hoa mà rất đẹp nha mọi người. Theo dòng hoàn thảo hương duyên mà. Đấy, hai dòng hoàn thảo này cho hoa rất đẹp. Đấy, mọi người về ghép lại thôi. Đấy, dòng hương dòng hoàn thảo thật hoa đây này. Đấy, cái này lên mầm con rất là mạnh nha mọi người. Mọi người trồng lên cái con kinh khủng luôn. Đấy, nên sẽ nhanh đầy về. Số 5 100 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo hình số 6. Đại bạch hạc nha mọi người. Đấy, hoa nó đây. Đấy, hoa rất đẹp. Trăm nhưng mà đấy còn có các về như này, mọi người về ghép lại nha. Cái dòng này thì nó thân nó cỡ tầm 20 đến 30 cm thôi. Đấy. Nó không có cao hơn nhưng mà đó. Thì nó như thế này là những gì lớn đó nè. Đó. Các cây nguyên bản nhưng mà. Đó. Hoàn thảo đại bạch hạc nhưng mà. Đấy. Nguyên bản lớn nè. Đấy. Về sưu tầm. Cái này em có một phần thôi nhưng mà đây hoàn thảo đại bạch hạc hình số 6 100 người về sưu tầm. Rồi tiếp theo hình số 7 chu đỉnh bàng nhưng mà đây hoa nó đây. Đấy. Người về trồng để tạo các chậu lan như thế này nhưng mà đây hoa vàng trồng rất đẹp nhưng mà
cây về này kia thì nó mưa này kia nó tơi này kia em cắt hết em lấy cái củ nó thôi. Đấy, thế nên người về lấy cái củ này ươm lên nha mọi người. Này phần này cũng có 45 cái củ nha mọi người. Dòng nó như thế thôi. Nên người về trồng thì nó lên cây con này kia thì nó thấy nha. Đấy, này củ để lan nha mọi người. Đấy, có hai phần. Đấy, một phần là 45 củ nha mọi người. Người về sơ tầm lan nha. Chu đỉnh vàng nha mọi người. Đấy, người về trồng lên như thế này. Đó. Rồi, có hai phần 100 nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có lan lòng dưa hấu nha mọi người. Lòng này nó cũng đa dạng ở mặt hoa nha mọi người. Cái củ của nó này, các mặt hoa của lan lòng dưa hấu mọi người để về sưu tầm nha. Đó. Này, các cái rặng của nó này. Đó. Giống cái dưa hấu này, này đó. Đây cái dạ hành của nó nha mọi người. Nó sọc 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 như cái dưa hấu luôn này. Đó. Hình số 8, 120 nguyên bản nha mọi người. Đây nguyên bản đầu tiên nè. Nó ra hoa có trái này. Đây, cái dạ hành của nó giống như dưa hấu luôn nha mọi người. Đó. Rồi cái nguyên bản đầu tiên nè. Hay tiếp theo những cái nguyên bản số 2 nha mọi người. Đấy. Dạ hành nó giống cái quả dưa hấu luôn đó. Rồi hai cây nguyên bản 100 cho người về sưu tầm. Theo những cái số 9 100.000 cho hai nguyên bản luôn. Đây nguyên bản đầu tiên nè. Đó, thì ngoài tự nhiên nó mọc như thế thôi mọi người. Đó. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 nè. Đó, lòng dưa hấu nha mọi người. Đây hình giống dưa hấu thôi. Số 9 100 cho hai nguyên bản. Theo những hình số 10 100 cho 40 nguyên bản nha mọi người. Đây nguyên bản đầu tiên nè. Đó. Rồi tiếp theo đấy nha. Nguyên bản số 2 này. Đó, dạ hình nó giống như hấu nha mọi người. Rồi tiếp theo nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo nguyên bản số 4 này. Đó, 4 nguyên bản lòng dưa hấu nha mọi người. Cái tay khá là hay. Đây, số 10 100. Tiếp theo hình 11 100.000 cho 15 cái miếng như thế này. Đấy. Rồi mọi người về sưu tầm nha. Đấy. Đó, lòng dưa hấu. Này nó cũng đa dạng các mặt hoa nha mọi người. Đấy. Lòng dưa hấu nha mọi người. 15 cái miếng như thế nha mọi người. Hình 11 100. Tiếp theo hình 12 100.000 cho 25 giờ rồi. Đây là các hàng rời mọi người về ép sưu tầm lại nha. Đấy. Đó, đó cái dạng hành của nó giống như quả dưa hấu luôn. Đấy. Đấy, 25 cái gì rồi. Đấy này rất là nhiều nha mọi người. Đấy nó có về sẵn ở trong rồi, mọi người về ghép lại thôi. Đấy. Rồi hàng rời nha mọi người. Đấy, ai thích hàng rời nhiều về thì lấy phần này về ghép lại. 12 100. Đó là lòng dưa hấu nha mọi người. Mọi người về sưu tầm. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có hai phần lan gấm Thượng Hải nha mọi người. Nó đây. Đấy, mọi người về sưu tầm. Đấy. 13 nha mọi người, 100.000 cho 60 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên nè, đấy, dòng banda rễ gió lá xếp nha mọi người. Đấy. Tiếp theo nguyên bản số 2 nè. Đấy, tiếp theo là nguyên bản số 3 nè. Đó, gấm Thượng Hải nha mọi người, nó đẹp. Bản số 4 nè. Bản số 5 nè. Đấy, nguyên bản số 6 nha mọi người. Đấy, gấm cho rất đẹp. 13, 100. Hình 14, 100 cho 12 cây. Đấy, các hàng rời mọi người về ghép lại nha. Đấy. Đấy, mọi người ghép về ra để hai thôi. Đấy. Cây rất đẹp nha mọi người. Đấy là cấm Thượng Hải nhưng mà cái này nó cũng ít hàng, lâu lâu nó mới có về được ít nhưng mà hình 14 100 12 cây nhưng mà giờ rồi tiếp theo những hình 15 combo 3 nguyên bản nhưng mà rồi lan thanh đạm nè, lan nguyên bản thanh đạm nhưng mà cây nguyên bản lớn nhưng mà phải ra hoa có trái như thế này nhưng mà đó này mọi người nguyên bản về không cần phải ghép nữa. Rồi hoa trùm như thế nha mọi người. Rồi tiếp theo đấy nha, lan lọng nha mọi người. Đó, lọng ra hoa này. Rồi, tiếp theo là cây nguyên bản tục đoạn nha mọi người. Đó, tục đoạn ra hoa như thế này. Rồi ba nguyên bản này 100 mọi người về sưu tầm nha. Đó. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có cái combo sưu tầm hình số 16 nha mọi người. Đấy. 10 loại lan nha mọi người. 100. Đầu tiên là có cây lan bạch hổ hoàng nha mọi người. Đây hoa nó đây, đây hoa bà
mộng rất đẹp nha mọi người. Đây là bài nở hoa nè, cái nguyên bản đó luôn, em rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa đẹp. Rồi tiếp theo đó là làng xương cá này. Đấy, em ngửa về ghép lại. Đấy, ngồi tự nhiên nó mập như thế nha mọi người. Đang nứt cái con này nè. Đó. Rồi, cái này nó giống như cái cần diệp nha mọi người. Đấy, nhìn thì nó giống lá mà nó giống như rễ nha mọi người. Đó. Giống như cần diệp. Đấy, là hoa có trái này. Đó. Rồi, tiếp theo. Cây lăng lọng nha mọi người. Đây lọng này cũng khá là hay nè. Đó, mọc khá nhiều nè. Đấy. Rồi, lăng lăng lọng này. Đấy, mình phải sưu tầm. Đây là xương cá móng rùa này. Đấy, xương cá này. Lăng lọng này. Đấy, xương cá này. Đấy, xương cá này. Đây là xương cá này. Đó, làm người về sưu tầm nha. Đấy. Rồi, 10 lọ như vậy, hình hình 100 cho người về sưu tầm. Tiếp theo hình hình 17 nha mọi người, combo sưu tầm 6 loại 100 nha mọi người. Đầu tiên là cái lan này này, em cũng đỏ cái tay mà nó như thế này nha mọi người. Đây nè, đó, một miếng nguyên của nó như thế nha mọi người. Đó, rồi như vậy nha mọi người. Rồi tiếp theo lan lọng này. Đấy. Đây lọng khá là hay nha mọi người. Đó, ra hoa có trái như thế này. Hai nguyên bản nó luôn. Đấy, cái khá đẹp. Đó, lọng luôn này. Rồi một cây tổ quả mini rất đẹp nha mọi người. Đấy, này mọi người về trồng. Đấy, cây lan này nè. Đấy. Theo là lâu rau mực nha mọi người. Rau mực nè. Đấy, nó có cái mặt hoa như thế nha mọi người. Đấy, thùng banda rỉ gió nha mọi người. Đó, rau mực. Đấy. Có hoa màu đỏ rồi hoa màu xanh nha mọi người. Đấy. Đang là rau mực. À, một cái dòng san hô nha mọi người, hoa đó nè. Đấy. Đấy, như thế nha mọi người. Người về sưu tầm. Đó, bôi hoa nó dài ra nè. Rồi mấy cây lăng san hô nha mọi người. Rồi combo nhiều loại lan, 6 loại lan nha mọi người. Đây là 117 nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có hai cái phần kiều nha mọi người, kiều rừng. Này nó thuộc kiều cam hoặc kiều mỡ gà nha mọi người. Đấy. Đó, đó cái loại mà hoa như thế nha mọi người. Đấy. Rồi hình 18 100 cho ba dây lớn nha mọi người. Rồi đây dây đầu tiên này, nó có cả kiều và lan lọng này. Đấy, kiều thân bung nha mọi người. Đấy, thân bung xanh. Cái này nó giống kiều mỡ gà hơn nha mọi người. Đấy, kiều cam thì nó thân nó tròn. Đấy, thân này nó giống mỡ gà hơn này. Đó, nguyên bản của nó luôn. Đó, nguyên dừa của nó luôn. Rồi tiếp theo đến về số 2 này. Đó. Đó, bờ hoa rất là dài nha mọi người. Đấy, đang lên cái con này. Rồi tiếp theo đến về số 3 này. Đấy, cũng có 1 2 3 thân tơ này. Đó, thân lá nó như thế nha mọi người. Mọi người phải sưu tầm lên 18 100 thôi. Đấy. Rồi tiếp theo 19 nha mọi người, phải 100 nghìn cho 5 dây. Đây dây đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo cái dây số 2 này. Đó, và hoa như thế nha mọi người. Rồi dây số 3 này. 4 thân tơ nha mọi người. Đấy, hàng rừng rất là khỏe, cứng cáp nha mọi người. Đây thân bung này. Dây số 4 này. Dây số 5 này. Đó, dây số 4, dây số 5 này. Đó. Rồi kiều rừng thì rất là khỏe mọi người, đây, thân xanh âm vùng này, đây, giống mỡ gà hơn nha mọi người. Rồi, hình 19 nha mọi người, 100, mọi người về sưu tầm thôi, hai phần kiều. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có lan kim điệp xuân, hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người. Dòng này nở bền hoa, có hương thơm nha mọi người. 20, 100 cho 6 nguyên bản. Rồi đây nguyên bản đầu tiên này, dòng này lên cây con rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy. À, nguyên bản số 3 này. À, nguyên bản số 4 này. À, nguyên bản số 5 này. Đây, có cái cây lan hoàn thảo vàng cam nữa nha mọi người. Tiếp theo số 6 này. Đấy. 6 nguyên bản 100 nha mọi người, 20.
Tiếp theo hình 21 160 bản luôn. Đây bản đầu tiên này. Đó. Cái nghệ kim điệp này khá hay nhưng mà đấy. Bằng ươm mà cái lá của nó cũng rất là ấy nhưng mà. Đó. Rồi, tiếp theo hình cái nguyên bản số 2 này. Rồi cái nguyên bản số 3 này. Đó. Rồi nguyên bản số 4 này. Nguyên bản số 5 này. Nguyên bản số 6 nhưng mà. Đấy, 6 nguyên bản. Hình 21 100. Tiếp theo hình hình là số 22 108 về nhưng mà. Đây về đầu tiên này, đây, tiếp theo. Về số 2 này. Theo là về số 3 này. Tiếp theo là về số 4 này. Về số 5 này. Về số 6 này. Về số 7 này. Đây, về số 8 này, lại 8 về kim điệp lớn nhưng mà. Đấy năm người về trồng ghép rồi lên cái thích in lên cây con rồi này. Hình số 23 110 nguyên bản. Ở đây bản đầu tiên nè, rồi nguyên bản số 2 nè, nguyên bản số 3 nè, cái dòng là thăng lùng mập nhưng mà, bản số 4 nè, rồi nguyên bản số 5 nè, nguyên bản số 6 nè, bản số 7 nè, bản số 8 nè, bản số 9 nè, nguyên bản số 10, rồi 10 nguyên bản nhưng mà, đây hình số 23 100. Tiếp theo hình hình số 24 100.115 về. Ở đây về đầu tiên này. Rồi tiếp theo hình số 2 này, đấy. Rồi hình số 3 này, đấy, mọi người về ghép hết lại là đẹp rồi. Đấy, hình số 4 này. Hình số 5 này. Đấy, hình số 6 này. Đấy, hình số 7 này, số 8 này. Số 9 này, số 10 này, 11 này, 12 này. 13 này, 14 này, 15 này. Và 15 về kim điệp xuân nha mọi người. Hình số 24 100. 25 100 nghìn cho 35 về nha mọi người. Đấy này các hàng nè, dễ nè, mọi người cứ về ghép hết lại để cho nha mọi người. Đấy. Đó, 35 về lần nè. Kim điệp xuân nha mọi người. Đấy. Người về ghép lại. Đấy. Đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Nó nhỏ thôi mà về nó cũng đẹp. Đấy. Còn có cây nguyên bản như thế nhưng mà rồi 35 cái gì là kênh điều xuân rồi hình số 325 100 rồi tiếp theo đánh hình 26 ba loại lan 100 nha mọi người thanh đạm này rồi hạt mau này nó thạch học nha mọi người lan thạch học này đó, nguyên về nó nha mọi người lan thạch học hoa rất đẹp nha đó. Rồi tiếp theo đánh về thạch học số 2 này rồi tiếp theo lan hắc mau nha mọi người, hoàng thảo hắc mau, lan hoàng thảo hắc mau này, lan hoàng thảo hắc mau này, hắc mau rất đẹp nha mọi người, tiếp theo lan thanh đạm nha mọi người, thanh đạm nha mọi người về sưu tầm, ba loại lan rất đẹp nha mọi người, rồi combo ba loại lan nha mọi người, đã thạch học hắc mau và thạch học ba loại lan 100. Dạ rồi tiếp theo ngày hôm nay em hoa lan hoàng thảo tam bảo sắc này thấy hoa nó đây nhưng mà mọi người về sưu tầm thấy dòng thân thông để gió nhé, rẻ nhưng mà hoàng thảo thân thông nhưng mà đây hoa lúc nó nở này đây, hoa ba màu rất đẹp nhưng mà đấy đây hoàng thảo tam bảo sắc này rồi hình 27 hoàng thảo hương vani và hoàng thảo tam bảo sắc đấy, hai dòng hoàng thảo cho hoa rất đẹp này hương vani nhưng mà đấy hoa này rất thơm thơm mùi vani nhưng mà vani trong mùa mọi người ăn chè nó có mùi vani đấy rồi hai loại lan đầu tiên là cây nguyên bản lớn hương vani nhưng mà đấy, cây rất dài luôn nhưng mà đấy, cái này mà có hoa thì họ phải chê luôn nhưng mà đấy, nó ra hoa có trái này đó hương vani nhưng mà năm người bị việc về ghép thòng xuống thôi đấy là đẹp rồi nhưng mà đó, cây lớn nha mọi người. Tiếp theo đấy nha. Về hoàng thảo tam bảo sắc này. Đấy. Rồi tiếp theo một cây dài hoàng thảo tam bảo sắc nữa này. Đấy này dài cái chiều dài của nó phải tầm mấy mấy gần 2 mét nha mọi người. Đấy, rất dài luôn. Rồi, ba gì lớn nha mọi người. Một cây nguyên bản hương vani và hai cái đấy, 120 nha mọi người. Đấy cho mọi người về sưu tầm. Và 28 này, đấy, hình này 112 nguyên bản hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người. Đây có các nguyên bản. Đây mọi người về lấy giống trồng rồi trước sau nó cũng ra cái cây dài nha mọi người. Đấy.
Đây, mùa trước nó có khúc như thế này thôi, cái mùa này nó đã dài ra như rồi đấy, mỗi mùa thì nó sẽ dài hơn nhiều rồi đấy. Đây này, đó, mùa trước thì nó có khoảng ngắn như thế này thôi nè, đấy, mùa này nó dài hơn rồi đấy. Đó, hương vani đi đó nha, còn thảo ta màu sắc nhưng mà đấy, người phải lấy giống đó, nó như thế này thôi. Đây 12 nguyên bản nhưng mà đó, các nguyên bản như thế đấy. Rồi, nguyên bản như vậy mà. Rồi 28 còn thả tầm sắc 100. Tiếp theo những hình 29 100 nghìn cho 25 về nha mọi người. Đây các hàng về rồi, đấy mọi người về sưu tầm nha. Đó, này hàng giống, đấy mọi người về ghép lại thôi. Đấy, rất là nhiều nha mọi người. Đây 25 cái về hoàn thả tầm sắc này, đây hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Hoàn thả tầm sắc. Tiếp theo là hương vani nhưng mà đấy, hàng hương vani không này, đấy 100.000 cho 5 nguyên bản cộng 1 về. Đấy, cái nguyên bản nó như thế nhưng mà đấy, người về trong sưu tầm, đấy này một về rời này. Đấy. Đấy, thân nó càng tím thì hoa nó càng đậm nhưng mà đây cái nguyên bản này. Nó ra hoa có trái như thế nhưng mà. Đó, hương vani này. Đấy, hương vani này. Đó. Rồi người về trồng thì thấy đây nhưng mà đấy, giống là 100.000 thôi, đấy, 30 100 cho người về sưu tầm lan hương vani nhưng mà. Dạ rồi tiếp theo hôm nay em có dòng lan hoàn thảo vạch đỏ nhưng mà nó có các mặt hoa cánh cam hồng vạch đỏ này đấy. Rồi, cánh trắng hồng vạch vàng cánh trắng vạch đỏ này, cái dòng này cũng đa dạng mặt hoa, hoa nở bền nhưng mà đấy, hoa nở phải tháng mấy gần 2 tháng có khi hơn nhưng mà 31 100 cho 5 nguyên mạng lớn nhưng mà. Đó là nguyên bản đầu tiên này. Đấy, tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy, nguyên bản này cũng khá là đẹp, 5 người về tổng này. Rồi tiếp theo nguyên bản số 3. Đấy, nguyên bản rất là dài nhưng mà. Đấy, cây nó càng dài thì hoa nó càng nhiều nhưng mà. Đấy, là nguyên bản số 4 này. Rồi nguyên bản số 5 này. Đó, 5 nguyên bản hoàn thảo vạch đỏ nhưng mà. Hình 31 100. 32 100.000 cho 5 nguyên bản luôn. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đó, mới trải qua mùa hoa đó nhưng mà. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 này. Rồi nguyên bản số 3 này. Đấy, nguyên bản số 4 này. Rồi nguyên bản số 5 nha mọi người. Đó, 5 nguyên bản. Đấy. Em người về đặt chậu là ok rồi nha mọi người. Đấy. Rồi, hình 32 100 nha mọi người. Hình 33 100.000 cho 25 gì rồi. Đấy, này có phần giống nha mọi người. Mọi người về sưu tầm. Đấy. Đấy, được rất là nhiều nhưng mà đến này cái rất là khỏe nhưng mà em người về ghép hết lại nha. Đấy. Đấy, được rất là nhiều lan không. Đấy. Rồi hình 33 125 về. Rồi 34 100.000 cho 20 bạn lớn nhưng mà hai loại lan thanh đạm này, hai loại lan này đó. Rồi cây nguyên bản của nó nhưng mà đây nguyên bản thanh đạm này nó đẹp nhưng mà. Đấy, người về đặt chậu là ok rồi nha mọi người. Đó, hoa có bồi hoa như thế nha mọi người. Tiếp theo là cây nguyên bản này. Đấy. Đấy. Hoa còn đóng khá là xinh nha mọi người. Đấy. Rồi hai cây nguyên bản 100 nha mọi người sẽ tầm hình 34 nha mọi người. Đấy, một lần. Rồi tiếp theo đánh hình 35 combo lộn xộn 100 nha mọi người. Đấy, cũng có các loại lan. Đấy, người về sưu tầm nha. Đấy. Ăn ấy này, đó. Rồi, gấm thượng hải này, đấy, gấm thượng hải nhưng mà, còn thằng gấm thượng hải này, lan cẩm báo này, đấy, lan giáng thu này, lan gấm thượng hải này, thanh đạm này, lan thanh đạm này, đấy. Lan nhung nhưng mà, lan thanh đạm ba cân, đó, hoa như thế nhưng mà, rồi lan hoàng thảo đơn cam nhưng mà, hoa cũng rất đẹp. Lan hoàng thảo đơn cam này, đấy. Rồi, lan cho hoa như thế nhưng mà, đấy. Hoàng thảo tam bảo sắc này, vũ nữ rừng nhiều mà, lan lộng này, tục đoạn này, lan thanh đạm này, đấy. Lan thanh đạm này, lan thanh đạm nhiều mà, lan hoàng thảo đơn cam này. Đây cũng hoàn thảo đơn cam luôn. Đấy. Rồi
combo lồng sậu, đó là hình cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người. Rồi mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp em qua số điện thoại là 070-611-5694. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người làm nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đây cho mọi người thời gian sớm nhất nha. Thì là bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Thì là thống nhất ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng thanh toán tiền hàng cộng 30k ship là xong nha mọi người. Dạ rồi, thì có chú anh chị mà có nhu cầu dùng thử ra trà của cây chè dây rừng thì mọi người nói em tặng nha. Đấy, còn giá thì 200.000 một ký nha mọi người, miễn phí ship từ một ký trở lên. Đấy, còn dưới thì 10 cộng phí ship giúp em nha. Đấy, rồi em nhận đóng gói theo yêu cầu của chú anh chị nha. Dạ rồi. Dạ, mọi người theo dõi các mặt hàng lan rừng, em vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo. Đấy, rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em, thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hay những nhành lan về trong người sưu tầm. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và em xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Dạ rồi, anh xin phép chào tất cả mọi người ạ. Dạ rồi.